Tổ quốc gọi, tuổi trẻ lên đường, dứt bỏ lại những phù phiếm vật chất và chấp nhận cuộc đời gian nan. Bởi vì đã là lính, đã tình nguyện vào nơi gió khác, những dần tráng kiêu hãnh ngẩng cao. Danh dự, tổ quốc, trách nhiệm, vinh quang bao giờ cũng phải trả giá bằng nhiệt tình và lòng tự phụ. Nhiệt tình là phóng thẳng lên phía quân thù, là chỉ biết tiến, không biết lùi, là chỉ biết thắng, không biết bại, là thèm sống vinh và sợ chết nhục. Tự phụ là vừa chiến đấu, bảo vệ non sông ngoài tiền tuyến, vừa bảo vệ hạnh phúc cho đồng bào ở hậu phương. Hãy hồn nhiên em bé, hãy nhảy múa hát hò reo vui. Em đừng thèm nghĩ đến chiến tranh, em bé nhé. Chiến tranh là ác quỷ, đã có anh diệt ác quỷ. Em bé thiên thần ơi, mãi mãi là mắt ngọc, tóc ngọc, môi ngọc, lời ngọc, hồn ngọc. Để anh nhẹ bước chiến chinh, người lính Việt Nam Cộng Hòa tuyệt vời. Chẳng còn ngôn ngữ nào cao quý hơn để vinh danh lính của chúng ta. Những con người biết sống, biết chiến đấu và biết chết. Hơn cả hào hùng, lính của chúng ta lãng mạn nhất loài người. Chấp nhận chiến đấu cho sự sống còn của dân tộc và cả cho tình yêu của mọi người. Nói rõ rệt, lính của chúng ta chiến đấu để làm rực rỡ ý nghĩa của cái thật, cái tốt, cái đẹp của con người. Đó là những người lính đi chiến đấu vì con người, vì tình người, vì đạo nghĩa Việt Nam, vì tình tự Việt Nam, vì những cái tồn tại vĩnh cửu của Việt Nam. Yên vui hậu phương, đó là niềm vui của người lính xa trường. Đó là lý do chắc tay súng và ngắm đúng kẻ thù. Không có thứ huy chương nào xứng đáng cho sự hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa cả. Lý tưởng chiến đấu của họ chỉ được nhìn thấy khi chúng ta chứng kiến họ đứng giữa biên giới sống chết. Họ sống vì cái sống của mọi người, họ chết cũng vì cái sống của mọi người. Người lính đã quên cả sự sống lẫn sự chết của mình. Và ngay cả lúc đứng giữa biên giới của sống chết, người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn thừa niềm xúc động để nhỏ nước mắt thương xót đồng bào mình trong điêu linh, tan tóc của chinh chiến. Có lẽ chúng ta đã vô tình không chịu hỏi lính của chúng ta nghĩ gì. Vậy thì anh làm ơn trả lời đồng bào anh. Anh đã nghĩ gì, người lính? Tôi là lính xa nhà đi chấn sơn thế, hai mùa mưa mây mù che nẻo đường về. Đêm rừng núi lạnh buốt mái tông gió, xung cầm canh nhịp từng giờ, trái trầu chiếu trên đầu nôi. Tôi chỉ nghĩ quê mẹ không phải riêng ai, không của anh, không của em mà của mọi người. Khi vào lính nhận nếp sống đơn sơ, rơi đằng sau nhiều hẹn hò, hai màu áo một niềm mơ. Bao năm du hồn lính chiến miệt mài, đường dài chân đi không nguôi, ánh sáng kinh đô chưa lần rơi. Ai mơ giấc mộng xa hoa trong đời, lính chỉ đơn sơ yêu đời, thành thật nói tha thiết thôi. Tôi là lính, âm thầm tôi nghĩ thế thôi.
trăm lần không bao giờ tôi giận cuộc đời. Xin đừng oan và hãy thương tôi trong tình yêu người ta, cho đời linh một niềm vui. Xin đừng oan.